Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và khỏi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chống thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ liên hải biên tập minh tâm thời gian ngày 28 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Cung tập 563 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa Vô lượng thọ kinh giải Trang 739 Hàng thứ ba từ dưới lên Bắt đầu xem từ câu cuối cùng Tiểu hạnh giả Vô lượng thọ kinh sau dân Tiểu hạnh đẳng giả Thập tính Bồ Tát Danh di tiểu hạnh Đối bất thoái cố Thập tín Chúng ta y theo Trong kinh Lăng Nghiêm đã Nói Thập tín Bồ Tát Lăng nghiêm là đại, đại Thừa Là Duyên Giáo Từ, Từ Sư tín Dị Đến Thất tín Dị Chúng ta học tập đến chỗ này Thất tín là tâm hồ, hồ pháp, pháp. quả vị bồ tát Tạ chứng được tương đương với tiểu thừa a la Hán. tương đương này là chỉ cho đoạn phiền não tương đương tiếng tư phiền não hoàn toàn đoạn được rồi Trí tuệ thì không tương đương đà, đà, Bồ Tát Đại Thừa Thất tín dị Trí tuệ siêu diệt a la Hán Rất nhiều à, Đây là chỗ khác nhau Của Đại Thừa và Đang, Tiểu Thừa Đoạn phiền não tương đồng đương, Nhưng trí tuệ không tương đồng so Vì thì Thất tín dị là hộ pháp tâm hộ pháp ở chỗ này tiểu thừa nói là lậu tận sáu loại thần thông đầy đủ Chiến tư phiền não đoạn rồi Tiểu thừa thiên chân niết bàn những đắc trên địa vị này Trong tiểu thừa chính là lục thân a la hán Hổ trì chánh pháp Từ đó có thể biết Việc hộ pháp này thật không dễ dàng Sự hương suy của Phật Pháp Hoàn toàn do nơi hộ pháp Năm xưa khi Đức Thế Tôn còn tại thế Đem sứ mệnh hộ pháp này Phó thác cho quốc dương đại thần Trưởng giả cư sĩ Họ có quyền, có thể, có năng lực hỗ trì chánh pháp. Chúng ta thấy năm xưa thấy tùng tại thế Suốt một đời ngày thể hiện cho chúng ta Tám tương thành đạo Từ cõi trời đâu suốt Giáng sanh tại Hoàng Cung Phụ thân của Ngài là Đại Dương Tịnh phạn, Mười chín tuổi Buông bỏ sự kế thừa dương dị ra đi tham học ngài cũng là biểu pháp đại biểu cho phần tử tri thức ngày nay chúng ta phần tử tri thức hiếu học rời nhà ra đi tham học trong quá trình tham học Ngài hoàn toàn dùng phương thức tăng khổ hạnh Thật sự là thể hiện cho chúng ta thấy Lúc cuối cùng Phật nhập diệt Tôn giả Anan -an đã khải thỉnh một sự việc cho chúng ta phật tại thì chúng con nương làm thầy học với phật phật không tại thế nữa chúng con học với ai nương ai làm thầy phật không chỉ định bất cứ một người nào chỉ căn dặn Lấy giới làm thầy Lại bổ sung một câu Lấy khổ làm thầy Đó chính là trì giới Phải biết chịu khổ cho nên lúc Thế Tôn cầu học Đã thể hiện cho chúng ta về Trì giới chịu khổ Trì giới là gì? Giữ pháp Giữ quy củ tham học đến nơi nào thì tuân thủ theo quy củ của nơi địa phương đó người ta mới hoan nghênh đương thời ấn độ là đất nước của tôn giáo trên toàn thế giới mỗi một tôn giáo đều có giới luật quy củ khác nhau của nó Phật cũng phải tuân thủ Đến Bà La Môn giáo Thì giữ quy củ của Bà La Môn Đến Du già Thì giữ quy củ của Du già Đến Ấn Độ giáo Thì giữ quy củ Ấn Độ giáo Lúc đó gọi là Bà La Môn giáo Tức hiện nay chúng ta gọi là Ấn Độ giáo Du già số luận Đến nhà nào thì phải giữ quy củ của nhà đó Mới được người ta quan nên Đây là biểu diễn sự văn hóa đa nguyên Phật đi khắp nơi tham học Cái gì cũng muốn học đều muốn biết Là một người học trò tốt Người học trò hiếu học giữ phép tắc Biểu diễn cho chúng ta 12 năm Đến năm 30 tuổi 19 tuổi đến năm 30 tuổi Ngài cầu học 30 tuổi khai ngộ Sau khi khai ngộ Tại vườn lộc huyện Độ năm vị tỳ kheo Tức chính thức triển khai dạy học Vậy mãi cho đến 49 năm 79 tuổi Ngài Duyên Tịch Từ việc thế tương một đời hành nghi để xem Thì Phật giáo không phải là tôn giáo Trong lúc Thế Tường đang học tập Tôn giáo nào Ngài cũng học qua cũng có thể nói học thuật của ngài là tập đại thành của tôn giáo tập đại thành của học thuật ấn độ ngài đều học qua cuối cùng dưới cội bồ đề ngài đều buông bỏ hết những sở học vậy mới đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật rồi ý nghĩa biểu pháp này của phật rất thâm sâu chúng ta nếu như có thể lãnh hội được chúng ta nếu muốn học phật thì phải học phương pháp này của ngài đi trên con đường của ngài chúng ta sẽ có sự thành tựu như vậy ngài không có phân biệt không có chấp trước Đối với tất cả Pháp Đều bình đẳng như nhau Hơn à, nữa đều rất chăm chỉ học tập Cho nên Ngài không có thứ gì không thông Trong lúc dạy học Ngài đích thực là dạy học Là giáo dục Ngài không phải là tôn giáo Học trò của Phật Thích Ca Mâu Ni Quy y tam bảo Đây là những học trò chính thức đến lễ thầy giáo Đương thời Ấn Độ rất nhiều tín đồ tôn giáo Và thầy truyền giáo tôn giáo Đều học với Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đều chấp nhận Đều là đệ tử bình đẳng như nhau Cho nên Phật giáo Nếu dùng lời hiện đại mà nói nó là đa nguyên văn hóa Giáo dục xã hội Ví dụ như bà La Môn Nữ Trong Kim Địa Tạng Đó là bà La Môn Giáo Người đó có tín ngưỡng tôn giáo Bà Y Quy Y Phật Môn Không thay đổi tôn giáo Tôn giáo là phụng thờ thiên thần Bà La Môn Giáo là Đại Phạm Thiên Giáo chủ của họ là Đại Phạm Thiên Dương Không bảo họ thay đổi tín ngưỡng tôn giáo Đến nơi Phật học những gì Đến nơi Phật để học định, học huệ Quan trọng nhất là học trí tuệ Phải tuân thủ quy củ của Phật Đó là giới định huệ Nhờ giới đắc định Nhờ định khai tuệ Tập tính Bồ Tát chưa được khai tuệ Tập tính Bồ Tát đắc định Thất tính vị hộ pháp tâm Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng A-la-hán chứng được là cửu thứ đệ định Tứ thiền bác định là Pháp thế gian à, la hàm tam quả chứng được là bát định Thiền định cao nhất của thế gian a à, la hàm lại tăng thêm một bậc trong pháp thế gian không có định thứ chính Điều này trong kinh nói là Cựu thứ đệ định Trí tuệ đã khai mở chưa? Vẫn còn chưa? Trí tuệ này không phải là trí tuệ phổ thông Mà là minh tâm chiến tánh Chiến tánh thành Phật Trong tông môn nói là đại tiệt đại ngộ Vẫn chưa đến Đó là gì? Đó là đệ thập tính Thập tính tâm mạng quát nhiên khai ngộ Vừa khai ngộ được Họ liền xa lìa mười pháp giới a à, la hán Đây là thất tín dị Xa rời được luật đạo luôn hồi Đến tử sao Bất thoái tâm Họ vẫn còn ở Tứ thiền hoặc là tứ không thiền Hai nơi này đều là Đạo tràng tu hành của họ Người lợi căng Ở tứ thiền thiên ngủ bất hoàng thiên Nếu căng tánh độn Họ phải thông qua tứ không thiên Mới có thể chứng được A-la-ha Hoặc ly lục đạo luân hồi Đến thất đến vị Thì ra khỏi lục đạo luân hồi rồi Họ trú ở Pháp giới Thanh Văn Trong thập Pháp giới Thanh Văn Nguyện giác Bồ Tát Phật Đây là Pháp giới Tứ Thánh Chúng ta xem đoạn văn của ông vì tâm tấn vô thoại Tôi có thể bảo hộ nhậm trì Tất cả các pháp môn Mà bầu không khí của Phật Tương tiếp với bản thân Kinh nói Tâm tin tấn an nhiên Duy trì không mất Từ trường của mười phương như lai Giao tiếp Gọi là tâm hộ pháp Trên quả vị này Tuy chưa thành Phật nhưng cảm nhận được bầu không khí của Phật à, Người phương Đông nói là Bầu không khí Hiện tại khoa học nói là từ trường Cũng tức là từ trường của mười phương chư Phật Họ cảm nhận được A-la-hán à, Kiến tư phiền não đoạn tận rồi hiện tại thế gian này tìm không ra a la hán nữa không những a la hán tìm không ra ngay cả sơ quả cũng tìm không ra hợp tính bồ tát sơ tính dị đều không tìm được có thể vẫn có chúng ta chưa có duyên gặp qua Bồ Tát Sơ Tiến Vị là người như thế nào? Họ vô ngã rồi Trong Kim Kim Cang nói như vậy Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng Họ chứng đắc rồi Trong cảnh giới này Nhất định không có tự tư tự lợi Nhất định không có đúng sai ta người những định không có tham sân si mạng nghi Những điều này đều không có nữa Thất tên ngũ dục Tất cả đều không có Là thập tím Bồ Tát rồi Tiêu chuẩn là ở đây vậy Vừa kiến tánh họ là chân Phật Không phải là giả Phật Tu trì của Phật Pháp Kinh giáo Là tăng thượng duyên Tứ duyên sanh Pháp Thân nhân duyên mọi người đều có Mọi người bình đẳng Thân nhân duyên là gì? Phật tánh Trong kinh điển Đại Thừa nói Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Quý vị có, người người đều có Ngã quỷ, súc sanh, địa ngục tất cả đều có Có ai không có Phật tánh? Đã có Phật tánh Đều sẽ làm Phật À, đi quý vị nên đi làm phật đây là thế Tôn trong kinh giáo đại thừa nói với chúng ta không chỉ một lần phật thường nói đây là lời chân thật chúng ta nên nỗ lực trong thức a lại gia có chủng tử phật có chủng tử bồ tát có chủng tử thanh văn duyên gia cũng có chủng tử lục đạo Nói cách khác Chủng tử trong 10 Pháp giới Chúng ta đều đầy đủ Đều ở trong a la gia a la gia là giọng tâm Thành Phật phải dùng chân tâm Không thể dùng giọng tâm Chúng sanh trong lục đạo dùng giọng tâm Dùng sai rồi Cho nên lục đạo rất khổ Pháp giới tử thanh cũng dùng dòng tâm Tức là trong thập tịnh Thật tịnh, ba tính cửu tính thập tịnh bốn địa vị này là dùng vọng tâm họ dùng đúng rồi đúng như thế nào hoàn toàn y giáo phụng hành phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta làm thế ý phật dạy chúng ta không được làm thì chúng ta không làm khởi tâm đậu niệm nói năng tạo tác y giáo phụng hành hoàn toàn quân thủ không thêm bớt mấy mây nào Vậy là đúng rồi Cho nên Thất tính, bác tính, cửu tính, thập tính Là cõi phương tiện hữu dư của Phật Thích Ca Mâu Ni Từ sơ tính đến lục tính Đều là cõi phàm thánh đồng cư thăng cấp rồi Địa vị này thật là được nâng cao rất nhiều Nếu như chúng ta Chứng các sư tính Niệm Phật giảng sanh Nói cho chư vị biết Không phải sanh cõi phàm thánh đồng cư Mà sanh khỏi phương tiện hữu dực những người này niệm phật giảng sanh cõi hữu dư, phàm phu giảng sanh sanh cõi phàm thánh đồng cư. Thế giới cực lạc là cõi đồng cư chỉ có hai đường không có lục đạo. Thế giới cực lạc không có ba đường a cũng không có cõi a tu la. Chỉ có hai cõi trời và người Rất hiếm có nghĩ giới ta bà Lục đạo chúng sanh Giảng sanh đến thế giới cực lạc Đến quệ chưa được thành tựu đều sang thông đồng cư trong đồng cư độ có tam bối cửu phẩm mỗi công phu tu hành không giống nhau Quan chữ Chính là trong thế duyên này Phải chăng đã thật sự buông xuống Hôm qua Chúng tôi tiết lộ một ít Về các báo cáo của nhà khoa học Trong những năm gần đây Đã nghiên cứu đây đều là những sự việc trong 30 năm gần đây Rất gần Khoa học phát hiện năng lượng ý niệm Không thể nghĩ bạn Sự việc này ba ngàn năm trước Thế Tùng đã nói rất tương tận, rất rõ ràng, đặc biệt là Tông Pháp Tướng Duy Thức. Và chúng ta nói về khởi nguyên vũ trụ, khởi nguyên của sinh mệnh, ta từ đầu đêm. Tương lai ta đi về đâu, đều nói rất rõ ràng, rợt thậu đạo. Gần đây các nhà khoa học phát hiện Người nghiên cứu càng ngày càng nhiều rồi Hiện tại chúng ta gặp phải những sự việc phiền phức Chính là thiên tai rất nhiều Hiện tại cuối tháng 8 rồi Tôi từng dự tin tháng tám Thiên tai trên toàn thế giới ít nhất cũng trên hai trăm lần quả nhiên vừa qua rồi là hơn hai trăm lần từ năm nay người đồng tu đã hội tập những tư liệu bắt đầu từ tháng ba cho tôi tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6 tháng 7 tháng 8 Tần suốt thiên tài tăng lên từng tháng xem như tháng 3 chỉ có hơn 50 lần mỗi tháng đều tăng lên tháng 7 có 170 lần Tôi nói tháng tâm chắc chắn vượt qua 200 lần Thật sự đã vượt qua rồi Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước Đây là sự việc tiền phức Nếu như mỗi tháng càng ít đi thì tốt rồi Tần suất của nó càng tháng càng tăng lên Loại thiên tai này có thể quá giải hay không? ngày nay các nhà khoa học nói với chúng ta là có thể ông bladen người mỹ nói rõ ràng nhất thấu đạo nhất chỉ cần cư dân trên trái đất có thể hồi đầu thì ngạn từ nay bỏ ác làm thiện cái tà quy chánh Đoan tránh tâm niệm Thì thiên tai này có thể quá dạy Đạo lý là gì? Khoa học nói Ý niệm thiện của con người chúng ta Chiêu cảm được cảnh giới thiện Ác niệm cảm đến chính là thiên tai Cho nên thiên đường là do ý niệm thiện của chúng ta tạo thành Thế giới cực lạ cũng như vậy Thiên tai là ác niệm của chúng ta tạo thành Toàn là tự làm tự chịu Không phải là người khác sắp đạt Trái đất xảy ra vấn đề là cộng nghiệp của con người chúng ta cư trú trên trái đất Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Tham tâm Cảm ơn đến thủy tai Sân nguy Cảm ơn đến quả tai Núi lửa phun trào Nhiệt độ trái đất Tăng lên Đây cũng là thuộc về lửa Ngô Si cảm ơn đến là phong tài, ngạo mạn cảm ứng đến là địa chấn, hoài nghi là hoài nghi đối với thánh hiền, hoài nghi đối với sự dạy học của thánh hiền. Đây là thiên tai nghiêm trọng Còn hơn bốn loại trước Đây là thiên tai gì? Đại địa lỏng lẻo Đã rời ra Rất dễ dàng chìm xuống Hiện tại chúng ta thì rất nhiều nơi Toàn thế giới đều có Gọi là hố tử thần Người Trung Quốc gọi là hố trời Tức là vô duyên vô cớ Tự nhiên một đám đất bị sụp hẳn xuống Tương, Tương lai trái đất này Sẽ, đất đất sẽ chìm đất đất từng mạng Từng mạng xuống đáy biển Đây là nguyên nhân gì? Là hoài nghi Năm à, đầu tham sân si mạng nghi Đối với bản thân mà nói Sẽ làm cho Lục phủ ngũ tạng của bản thân sinh bệnh Lây nhiễm virus Hiện tại nói là ung thư Đối với môi trường chúng ta cư trú Thì sẽ dẫn đến thiên tai nhiều như vậy Tham sơn nhiều Nước biển sẽ dâng lên Tương lai những thành phố dùng duyên hải Đều sẽ bị nhấn chìm Trong cái điển Phật dạy chúng ta những đạo lý Phương pháp để tiêu tay miễn nạn Những điều tiến sĩ là người Mỹ nói tương ưng với Phật Tôi tin tưởng người này chưa từng xem qua kinh Phật Chưa từng tiếp xúc với Phật giáo Họ từ trong lượng tử lực học cẩn đại mà phát hiện ra phát hiện ra điều ý gì ý niệm có thể thay đổi môi trường vật chất đặc biệt là ý niệm tập thể cầu nguyện thật sự hiệu quả tiến sĩ giang bổn thắng người nhật làm thí nghiệm này ở hồ tỳ bà Tiếng nghiệm này truyền bá rất rộng Rất nhiều người đều hiểu được Họ dùng eo biển này Nước ở eo biển này là nước chết 20 năm lại đây mùi vị rất khó gửi Bẩn loạn Ông ấy dùng nơi này Ông tìm hơn 350 người Mời một vị hòa thượng Hướng dẫn mọi người cầu nguyện một tiếng đồng hồ Trong một tiếng đồng hồ này Ông ừ, yêu cầu mọi người Buông bỏ tất cả những vọng niệm Chuyên tâm chỉ chú ý đến một câu nói Trong tâm nghĩ đến miệng đọc câu đó là câu gì Nước trong hồ sạch sẽ rồi Tôi yêu bạn Nước hồ sạch sẽ rồi Chỉ đọc điều này Hơn 350 người chỉ đọc câu này Đọc một tiếng đồng hồ như vậy Sau ba ngày nước hồ thật sự trong sạch Thật không thể nghĩ bạn Đây là ý thức tập thể 350 người tất cả đều nghĩ về sự việc này Phải chuyên chủ Không được có tạp niệm Mới sáng sanh hiệu quả lớn như vậy nếu như chúng ta thật sự hiểu được đạo lý này thật sự chịu phát tâm chúng ta toàn tâm toàn ý dạng duyên buồn xuống chúng ta cầu nguyện thiên tai trên địa cầu sẽ không còn nữa thiên tai trên trái đất không còn nữa nó thật sự không còn nữa nhưng sự cầu nguyện này chỉ là trị ngọn không phải trị gốc tiến sĩ giang bổn nói với chúng tôi sự trong sạch này Nước hồ trong sạch Chỉ duy trì được nửa năm Sau nửa năm nó lại bẩn Lại loạn Cho nên cầu nguyện là hữu hiệu Nhưng là trị ngọn Không phải trị gốc Trị gốc là gì Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời thực hành Đó chính là thị hiện cho chúng ta thị Giảng kinh dạy học Đây là trị gốc giảng kiếm dạy học để cho mọi người phá mê khai ngộ mục tiêu đầu tiên là giúp mọi người phá mê sanh tính mục tiêu thứ hai là đi lên nữa chính là phá mê khai ngộ quý vị có thể nhập cảnh giới phật hơn sự hữu ích Đối với bản thân quý vị phải biết dùng Nếu quý vị bị bệnh Như mấy năm trước Một viện nhỏ ở Sơn Tây Hơn 40 bệnh nhân ung thư Bệnh viện tuyên bố Thọ mạng của họ chỉ còn 3 tháng Họ trở về nhà Thọ mạng của mình chỉ còn 3 tháng cái gì cũng không nghĩ nữa Một lòng một dạ niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh Không ngờ đến ba tháng sau chưa giảng sanh Niệm thêm ba tháng nữa Sáu tháng sau đến bệnh viện kiểm tra ung thư Không còn nữa Đây là nguyên nhân gì? Ý niệm trong tâm chỉ có một ý niệm tốt Không muốn bệnh nữa Chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật A-di-đà Phật là ý niệm thiện nhất Thiện nhất trong các điều thiện Không có gì thiện hơn nữa Nghĩ A-di-đà Phật Niệm A-di-đà Phật Thân bệnh này không còn nữa Vậy chúng ta liền hiểu được Chúng ta nếu như đem ý niệm này Hồi hướng cho Sơn Hà Đại Địa Hồi hướng cho trái đất này Mỗi ngày niệm Phật rồi hồi hướng cho nó Tai nạn trên trái đất sẽ không còn nữa Tuy rằng không thể hoàn toàn quá giải Chúng ta tin rằng sẽ giảm nhẹ rất nhiều Nước biển dâng cao 1 mét có thể quá giải thành nước biển dâng lên vài phân Có thể làm đến trình độ này Vấn đề là phải chân tâm Các nhà khoa học nêu ra họ cũng có điều kiện Tâm địa thanh tịnh Có công phu tu thiền khá Vậy là tu thiền chính là tâm thanh tịnh Nếu như thật sự có thể tìm được hơn 8.000 người Thì có thể cứu được thế giới Nhưng chúng ta bình tĩnh mà quan sát Thì 8.000 người không vậy 800 người đã tìm không ra rồi Đến đâu mà tìm được Thật sự thân tâm thanh tịnh Danh à, gian lợi dưỡng Ngũ dục lục trần đều buông bỏ Đến đâu mà tìm được Trên à, lý, Chính lý mà nói thì chẳng sai phần, chút nào Hoàn toàn tương ứng với phần, Phật Pháp Nhưng trên thực tế Thật sự không dễ dàng à, Đầu, đầu tiên chúng ta phải tự độ trước Bản thân không thể tự độ Thì không thể độ người khác được Độ tha nhất định phải tự độ trước Sau đó quý vị mới có năng lực độ tha Tự độ phải thật làm Thật làm nhất định phải nhớ cho kỹ Không thể xa rời giới định tuệ Xa rời giới định tuệ là giả Không phải thật Giới phải bắt tay từ đâu Giới luật thấp nhất trong Phật Pháp Là thập thiện nghiệp đạo Không sát sanh Không trộm cắp Không tà hạnh Không dòng ngữ Không nói hai lưỡi Không nói ác Không nói thiếu dệt Không tham Không sân Không si Có mười thiện này Mới là thiện nam tử thiện nữ nhân Như trong kinh nói Phật mới xưng quý vị như vậy Quý vị mới có tư cách học Phật Nếu như không phải thiện nam tử thiện nữ nhân Quý vị không cách nào tiến vào cửa Phật Vào cửa Phật rồi Tiếp nhận tam quy ngũ giới Đó mới là đệ tử Phật chính thức Đã quy y tam bảo rồi Tam quy là tổng cương lĩnh tu học Trong Phật môn Từ sơ phát tâm đến như lai địa Nhất định không xa rời ba nguyên tắc này quy phật, phật là gì phật, phật là giác tự tánh giác à, quy pháp pháp là tự tánh chánh quy tăng 6. tăng là tự tánh thanh tịnh. cho nên gọi là tam tự quy quy tự tánh tam bảo điều này nhất định phải hiểu bên ngoài gọi là trú trì tam bảo nó có tác dụng gì tác dụng còn là rợt lượng nó nhắc nhở bản thân ví dụ như thờ tượng phật nhìn thấy tượng phật ta liền nghĩ đến quy y phật ta phải giác mà không mê quy y phật là giác mà không mê nhìn thấy kinh điển ta liền nghĩ đến chánh mà không tà nhìn thấy người xuất gia Liền nghĩ đến ta phải thanh tịnh mà không nhiễm Sáu căn thanh tịnh mấy trần không nhiễm Hình, hình tượng của nó nhắc nhở chúng ta Không có hiện tượng này sẽ quên mất Vì trì công đức trú trì tam bạo rực lượng Đạo lý là đây vậy Luôn luôn nhắc nhở ta Làm cho ta không dám sơ suất, Không dám giải đãi Tuân thủ ngũ giới thập thiện Ngũ giới thập thiện là giới luật căn bản của chúng ta Không có ngũ giới thập thiện Thì cái gì cũng là giả thôi Đạo lý này nhất định phải hiểu Học Phật là bắt đầu từ đây này nhiều năm lại đây chúng tôi rất cảm thán đi khắp thế giới rồi đệ tử tại gia chưa <laughs> làm được thập thiền vậy làm sao mà thành tựu được đệ tử xuất gia thì sa di luật nghi chưa làm được vậy thì làm sao mà thành tựu chúng ta phải hỏi vì sao ngày xưa người ta đều có thể làm được hiện nay không làm được lẽ nào người hiện tại không bằng người xưa sao tôi cảm thấy người hiện tại thông minh trí tuệ chắc chắn không thua gì cổ nhân vậy vì sao không bằng cổ nhân Chúng ta nghĩ xem Tìm nguyên nhân này xem Tìm rất lâu Tìm rất nhiều năm Cuối cùng hiểu được rồi Người trong thế hệ chúng tôi Từ nhỏ Đã bị sư xuất giáo dục cắm rễ những thứ này chưa học đến à, Cho nên rồi. Thập thiện không rồi. làm được Làm cho chúng ta nhớ thật ra thật lời dạy thật. của Phật Thích Ca Mâu Ni Ở trong Phật Tạng Kinh Phật nói à, không, không phải thật. Đại Tạng Kinh Tên bộ kinh gọi là Phật Tạng Kinh Trong Đại Tạng Kinh có bộ phận này Phân lượng không nhiều Và Trong kinh này Phật dạy Phật tử Không học tiểu thừa trước Sau mới học đại thừa Thì không phải đệ tử Phật Tôi đọc đến câu này liền hiểu ra chúng ta chưa từng học tiểu thừa vừa bắt đầu đã học đại thừa tiểu thừa là cơ sở của đại thừa không có tiểu thừa làm gì có đại thừa bây giờ chúng ta lại hỏi tiểu thừa vì sao không học người trung quốc không học tiểu thừa Năm xưa học tiểu thừa Thời đại tùy đường Tiểu thừa có hai tông Hành thật tông và câu xá tông Là khoa mục chung của Phật Pháp Đều phải bắt đầu học từ đây nhưng từ nửa thời nhà đường về sau Tổ sư đại đức của chúng ta không học nữa Hai tông này đến thời đại nhà tống thì không còn nữa Hiện nay rất nhiều người căn bản không biết có hai tên này Tên tôi cũng chưa nghe đến Vậy những tổ sư đại đức của chúng ta Họ dùng gì để cắm rễ Họ dùng nho, họ dùng đạo để thay thế tiểu thừa Có được hay không? Được Chúng ta nhìn thấy 2.600 năm lại đây Bất luận là tông phái nào Người thành tựu đều rất nhiều Tổ tông dùng nho đạo Thay thế tiểu thừa cũng không sai Nho đạo là văn hóa truyền thống Dùng điều này để làm gốc được tiếp thêm đại thừa hoàn toàn chính xác chúng ta ngày nay tiểu thừa không học nữa nho đạo cũng không học nữa trở thành điều gì trở thành không có gốc nữa cho nên nhiều năm trở lại đây chúng tôi toàn tâm toàn lực đề xướng đệ tử quy cảm ứng thiên để cứu phật giáo đệ tử quy là gốc của nho gia Cả mướn thiên Là gốc của đạo gia Đây là giới luật Tức là giới luật của nho gia Giới luật của đạo gia Chúng ta có thể đem hai cái gốc này làm cho tổ Hợp thiện nghiệp Tam quy ngũ giới là việc dễ dàng thôi Rất dễ dàng đạt được Không có vấn đề gì cho nên chúng ta đề xướng Phải chăm chỉ để cắm ba cái gốc này Ba cái gốc này có thứ lớp Nhất định phải học đệ tử quy trước Nó là thứ cơ bản nhất Là nền tảng của nền tảng Thế thực thì Ba cái gốc này chính là Tịnh nghiệp tam phước Được Phật nói trong quán kinh Ba điều mười một câu này Phật giảng Rất rõ ràng Đây là Tịnh nghiệp căn bản của ba đời chư Phật Căn Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai Đều phải tuân thủ Không tuân thủ quý vị không thành Phật được Điều thứ nhất của nó là Hiểu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp Quý vị xem bốn câu Câu đầu tiên là hiếu thân Hiếu thân tôn sư Thực tiễn ở trong đệ tử quy Từ tâm bất sát Thực tiễn ở trong cảm ứng thiền Cuối cùng tu thập thiện nghiệp Không sai Chúng ta nếu như sơ suất mất điều này Điều đầu tiên không còn nữa Bắt đầu từ điều thứ hai Điều thứ hai là thọ trì tam quy Đầy đủ các giới không phạm oai nghi Điều thứ ba là đại thừa Bồ Tát Phát tâm Bồ Đề thâm tín nhân quả Đồng tổng đại thừa khuyến tấn hành giả Tổng cộng 11 câu Nhưng bốn câu trước Hiện nay chúng ta đều không học nữa cho nên tu như thế nào cũng không thành Tu đến già rồi cũng không được Bận rộn vô ít Đều không có kết quả Cho nên ba cái gốc này Quan trọng biết bao nhiêu Quý vị từ ba cái gốc này để cắm rễ Sau đó quý vị mới có thể vào sư tín dị Ngày nay chúng ta tu thế nào đều không chứng được sư tính Tiểu thừa tu đạo hoàng Quả chúng ta không chứng được Chúng ta diễn diễn ở sơ quả hướng Không có cách gì chứng đắc sơ quả Vấn đề này Chúng ta phải tìm, tìm cho ra nó Tìm ra rồi thì nhanh chóng đi bổ túc Học bù lại Nhất định phải bổ sung này, quá trình này cho được Bà thư đệ tử quy Cảm ứng thiên Hợp thiện nghiệp đạo Đương nhiên phải học cho thuộc Trên thực tế Nó không quan trọng ở việc đọc cũng không quan trọng học thuộc Quan trọng là hành Quý vị nhất định phải từng chữ từng câu làm cho được mới được Quý vị không làm được là giả Nó là giới luật có cái gốc này rồi Giới Phật, luật Phật Pháp sẽ không khó nữa Nhờ giới mà quý vị có thể đắc định Mục đích của trì giới là đắc định Mục đích của đắc định là khai mở trí tuệ Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tạnh Quý vị đã thành Phật rồi Đây là tổng cương lĩnh Tổng nguyên tắc để ba đời chư Phật tu nhân chứng quả Bất luận là tôn phái nào, bất luận là pháp môn nào Nhất định không thể thiếu Thiếu rồi thì sẽ không có thành tựu đây là làm cho chúng ta hiểu rõ người xưa vì sao đều có những thành tựu xuất gia cao tăng đại đức đại gia thị cao sĩ đại cư sĩ đều có thành tựu có thành tựu mới có thể hộ trì Phật pháp vì sao vậy? Họ người trong hàng ngũ Họ không phải là người ngoài hàng ngũ Người bên ngoài đến quản lý người bên trong Vậy thì phiền phức lắm Cho nên nội bộ của Phật Pháp Nhất định là người xuất gia Lúc tôi mới học Phật Luôn luôn nghĩ đến Trước năm 40 tuổi phải nghiêm túc nỗ lực học tập kinh giáo bốn mươi tuổi đến sáu mươi tuổi hai mươi năm này giảng kinh dạy học không cô phụ phật thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni suốt đời giảng kinh dạy học bốn mươi chín năm sau sáu mươi tuổi sẽ về hưu làm hộ pháp Tức cũng giống như ở trường Quý vị là một vị giáo viên rất tốt Tuổi lớn rồi không dạy học nữa Chuyên môn đến để quản lý việc hành chính Đến làm nội hộ trong ngành Quý vị mới học Tôi biết quý vị cần những thứ gì Quý vị giảng kinh dạy học Tôi cũng biết quý vị cần những gì tôi sẽ quan tâm toàn lực để giúp đỡ quý vị hiệp trợ quý vị nếu như là người ngoài ngành họ sẽ không hiểu thứ quý vị cần họ hoàn toàn không biết vậy thì hộ pháp được là vô cùng khó khăn trước bốn mươi làm sao để bồi dưỡng họ chính là tam học giới định tuệ đây thực sự là hộ pháp bốn mươi đến sáu mươi tuổi làm sao để thành tựu họ hoằng pháp lợi sanh họ à, có kinh nghiệm tu học Họ có kinh nghiệm dạy học Sau đó bảo họ đến trú trì đạo tràng Đến hộ pháp Mời họ làm trụ trì Mời họ làm chấp sự Chấp sự trong nhà Phật và chấp sự trong trường học Hoàn toàn tương đồng Cho nên quý vị tỉ mỉ quan sát Phật giáo là trường học Trú trì là hiệu trưởng Thủ tòa là giáo dụ Quản giáo dụ vina là bản trật tự hiện nay hướng dẫn trong trường học chúng ta vina chính là huấn luyện quản dạy dỗ giám diện là tổng vụ quý vị xem trong trường đại học ba cương lệnh chấp sự này trong đại học gọi là giáo vụ trưởng Giám thị trưởng Tổng vụ trưởng Quý vị đến trường trung học xem Họ được gọi là chủ nhiệm Chủ nhiệm giáo vụ Chủ nhiệm tổng vụ Chủ nhiệm hướng dẫn Cho nên nó chính xác là trường học Nó là dạy học Hiện tại vô cùng bất hạnh Phật giáo bị biến thành tôn giáo rồi đây là sự việc vô cùng bi ai Nó là giáo dục cao cấp chân thật Nhưng chúng ta cũng có niềm tin Nhìn thấy những nhà khoa học cận đại Họ nhất định sẽ chấp nhận Phật Pháp Phật Pháp, pháp tương lai là khoa học cao cấp Triết học cao cấp Chắc chắn vậy Tôn giáo tương lai suy tàn Phật Pháp trở thành học thuộc Trở thành khoa học và triết học cao cấp Nhưng sự tu học của Phật Pháp Nhất định nương theo phương Pháp Mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy dỗ Không nương theo phương Pháp này không có con đường thứ hai có thể thông đạt minh tâm chuyển tánh được chỉ có con đường này điều này chúng ta không thể không biết không thể không nghiêm túc học thật cho nên sau khi học rồi đảm nhiệm dạy học cuối cùng đến hỗ trì tất cả phật pháp Công việc hỗ trì này làm cho tốt Làm cho viên mã Bầu không khí của Phật Đương nhiên Tương tiếp với chúng ta Quý vị có thể nhập vào Từ trường của chư Phật Như Lai Từ trường của chư Phật Như Lai Khắp Pháp giới hư không giới Như thế nào mới tiếp xúc với nó được Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh chính là Tâm hộ Pháp được nói ở đây Thất tính gì Trong kinh đề của chúng ta Thanh tịnh bình đẳng giác Tâm thanh tịnh quý vị vừa tiếp xúc được Đó là thanh văn Duyên giác Nếu như tâm bình đẳng Quý vị là Bồ Tát Quý vị hoàn toàn tương ưng Với bầu không khí của Phật nếu như quý vị giác ngộ rồi Đại triệt đại ngộ Quý vị liền thành Phật Cho nên trên đề kinh Thanh tịnh bình đẳng giác là ba giai đoạn Đạt được thanh tịnh là a la hán Họ đạt được rồi Đạt được bình đẳng là tính thứ 8 Tính thứ 9 Tính thứ 10 Đã được bình đẳng đã được giác ngộ Đó là vị thứ cuối cùng Tức là thập tính viên mạng Thập tính viên mạng Chính là đại triệt đại ngộ Họ thoát ly 10 pháp giới Họ giảng sanh đến quậy Thật bảo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Là việc như vậy Kinh nói Tâm tiếng an nhiên Tiếng là tiếng bộ Tinh tiếng an nhiên Tự nhiên Mà hướng thượng đi lên Duy trì không mất đây là công phu của họ đây là định công của họ họ sẽ không bị mất thập phương như lai khí phần giao tiếp bắt đầu giao tiếp tâm hộ pháp không hiểu phật pháp thì hộ pháp sẽ khó sẽ vô cùng vô cùng khó hiện tại chúng ta san vào thế giới này xã hội này là một xã hội loạn toàn thế giới hỗn loạn thiên tai liên miên bản thân chúng ta hiểu được thật sự giác ngộ được thì phải nghiêm túc mà học tập trước cầu tự độ sau giúp đỡ những người đồng tu hữu duyên như thế nào gọi là hữu duyên họ thật tin Họ có thể hiểu được Giảng cho họ nghe Họ có thể hiểu Nghe hiểu rồi họ thật sự chịu làm Đây gọi là chúng sanh hữu duyên Điều này nhất định phải giúp đỡ Không thể bỏ qua Xem tiếp Bồ Tát Đệ Bác Tín Hồi tướng tâm Bác Tín thân tín là thanh văn là a la hán bác tính là bích chi phật vẫn là tiểu thừa a la hán chiến tư phiền não đoạn rồi tập khi chưa đoạn được Tập khí nếu như đoạn rồi để thất tính tập khí đoạn được rồi Họ liền đến đệ bác tính Bác tính là Bích Chi Phật Chiến tư phiền não tập khí đều đoạn rồi Bác tính Bồ Tát đoạn những gì? Họ đang học gì? Đoạn trần sa phiền não Họ ở đây đoạn trần xa tiền nào <laughs> Hồi tức hồi chuyển Hướng là thủ hướng Là dùng lực di diệu của tâm hộ pháp Chiêu cảm quan của Phật đến chiêu Lại nữa hồi quan là hướng đến Phật ví như hai tấm kính chiếu nhau ánh sáng chiếu lẫn nhau câu cuối cùng là câu ví dụ Kinh dân Đây là điều được nói trong Kinh Lăng Nghiêm Giác minh bảo trì Năng dĩ diệu lực Hồi Phật từ quan Hướng Phật an trú Danh hồi hướng tâm Phật quan chiếu họ Quan của họ phản chiếu trở lại Cũng là chiếu Phật Ba loại hồi hướng đây là hồi hướng bồ đề chúng ta nên biết hồi hướng là chúng ta học phật mục tiêu ở đâu mục tiêu là thành phật cho nên bình thường nói hồi hướng ba nơi Thứ nhất là hồi hướng Bồ Đề Đây là hồi hướng Bồ Đề Thứ hai là hồi hướng chúng sanh Kết pháp duyên với tất cả chúng sanh Thứ ba là hồi hướng thực tế Thực tế là tự tánh Hồi hướng chân như Hồi hướng tự tánh Đều không mong cầu gì Đối với tất cả các Pháp thế gian Và suốt thế gian Bố thì không mong cầu quả báo Cho đến trì giới Trì giới chỉ mong cầu đắc định Không phải thứ gì khác Đắc định chỉ hy vọng khai quệ khai ngộ. đổi dây danh gian lợi dưỡng thế gian hay xuất thế gian đều không mảy may dính mặt điều này quan trọng cho nên bác tính là trần xa phiền não đoạn được rồi nhưng vẫn còn tập ký trần xa họ đã đến cửu tín dị rồi Trần xa phiền não đoạn được rồi Họ liền đến cựu tính Sáng cấp rồi Tại cửu tín gì? cửu tín gì là quyền giáo Bồ Tát Bồ Tát trong mười pháp giới Mười pháp giới đó là chín cấp bậc Họ phải ở trong cửu tín vị đoạn tận tập khí trần sa phiền não Tập ký trần sa phiền não đoạn được rồi Sau khi đã đoạn Họ là đệ thập tính à, Đây, đây là thứ chính, chính giới tâm Vậy... Nói tâm hồi hướng Phật Tức là tịnh giới an trú không mất Giới này là đạo cộng giới Đã chứng quả rồi Ở địa vị Bồ Tát lập tức liền chứng được Phật quả Phật trong mười Pháp giới Thiên thai trí giả đại sư Nói là lục tức Phật Chia Phật thành sáu bậc Bậc Phật này Gọi là tương tự tức Phật Không phải là chân Phật Chính là thập tính Bồ Tát Thập tính Bồ Tát rất giống Phật thông thường chúng ta chắc chắn không nhận ra được sẽ nhận họ thành chân phật vì sao nói họ là tương tự thức phật họ không phải là chân phật bởi vì họ chưa chuyển thức thành trí họ vẫn dùng vọng tâm tuy dùng vọng tâm nhưng họ dùng rất tốt trong vọng tâm không có sai lầm Cho nên họ rất giống Phật Đây là đạo công giới Cho nên an trú không mực Thọ không phá giới họ ờ, không bị mất giới kinh nói tâm quan mật hồi hộ phá thường ngưng vô thượng diệu tịnh an trữ vô di đắc vô nghi thức danh viết giới tâm tâm quan mật hồi chúng ta dùng một câu thế gian để nói có thể từ đây lãnh hội được ý nghĩa của nó Tức là tâm bản thân và tâm Phật Tâm tâm tương ưng Đây chính là ý nghĩa của mật hồi Tâm của Phật là định Thanh tịnh tịch dị Tâm bản thân cũng là thanh tịnh tịch dị Rất giống Phật Đây là hộ pháp thường ngưng Ngưng là tịch tỉnh Vô thượng diệu tịnh an trú vô gì Đắc cô di thất là nói giới luật của họ viên mạng Viên tu viên chứng Ở trên địa vị này Đoạn hết tập khi trần Sa xa phiền não Vừa đoạn tận tức là thành Phật Tức đệ thập tín Thập tín gọi là nguyện tâm Đây là Phật trong mười Pháp giới Tương tự tức Phật Tập khi Trần sa phiền não đoạn tận rồi Họ vẫn còn phiền não gì? Vô minh phiền não Vô minh là gì? Trong khóa giảng tôi thường nói Khởi tâm động niệm chính là vô minh nhưng ý nghĩa của khởi tâm động niệm sâu quá người thường sẽ không hiểu được điều này trong phật pháp đại thừa phải nói tỉ mỉ khởi tâm động niệm quý vị xem xem mười pháp giới đến đỉnh rồi Bởi vì khởi tâm động niệm mới có 10 Pháp giới Nếu không khởi tâm không động niệm 10 Pháp giới sẽ không có nữa Cho nên đây gọi là căn bản vô minh Quý vị xem trong kinh có nói Phật nói Vô minh bất giác sanh tam tế từ trong ba tỷ tướng liền sanh tướng lục thô cảnh giới di duyên trưởng lục thô đây là gì đây là điều trong phật pháp nói rõ với chúng ta về khởi nguyên của vũ trụ vũ trụ có mặt như thế nào chính là một niệm bất giác đầu tiên một niệm bất giác đó là khởi tâm đồng niệm Có khởi tâm động niệm này Mười pháp giới mới hiện tiền Không khởi tâm không động niệm Mười pháp giới liền không có nữa Lục đạo của chúng ta Lục đạo là chấp trước Tức là kiến tư phiền não biến hiện ra A-la-hán Thơ tiên Bồ Tát Họ đoạn được kiến tư phiền não rồi Vừa đoạn được thì lục đạo không còn nữa Diễn gia đại sư ở trong chứng đạo ca nói rất hay Mộng lý minh minh hữu lục thú Lục đạo là mộng một giấc mộng trong mộng quý vị chưa tỉnh Quý vị đang tiếp tục đang nằm mơ Chưa tỉnh ngộ nhìn lại lục đạo liền không còn nữa Lục đạo không còn nữa xuất hiện là cảnh giới gì Chính là tứ thánh pháp giới Tức là ở đây nói Thật tỉnh, bạc tỉnh, cựu tịnh thập tỉnh Quý vị thấy cảnh giới này Đây vẫn là một giấc mộng Lục đạo là mộng ở trong mộng Mộng này nếu như không khởi tâm không động niệm Mười pháp giới liền không còn nữa Mười pháp giới không còn vậy thì người đi đến đâu Quý vị liền nhìn thấy nhất chân pháp giới hiện tiện Cho nên nhất chân pháp giới mới là thật sự tỉnh mộng Sau khi tỉnh rồi thật là giác hậu không không vô đại thiên Diễn gia đại sư kiến tánh rồi Ngài nếu chưa minh tâm kiến tánh Lời này làm sao Ngài nói ra được Cho nên Mười pháp giới là một chất mộng Lục đạo luân hồi là mộng ở trong mộng Chúng ta ngủ nghỉ cũng nằm mơ Đó mộng ở trong mộng Phật hướng dẫn chúng ta Đối với toàn thể mười Pháp giới này Nên có cách nhìn như vậy Đây chính là điều Kinh Kim Cang đã nói Tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh Tất cả Pháp hữu vi bao gồm cả mười Pháp giới Tức bao gồm cả Bồ Tát Thập tín vị ở đây đang nói không phải là thật Cho nên thập tính Ở địa vị này họ đoạn được gì Họ đoạn được vô minh Vô minh tức là thật sự Làm được không khởi tâm không đồng niệm Thì mười pháp dưới này không còn nữa Hiện ra là nhất chân pháp giới Gọi thật báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai Nói cách khác Cũng là quái thật báo trang nghiêm Của bản thân dũng có Nó và quái thật báo trang nghiêm Của Phật là một không phải hai Thật là ngoài tâm không Pháp Ngoài Pháp không có tâm Toàn là tự tâm biến hiện ra Họ siêu diệt mười Pháp giới Họ đã vào sơ trú rồi Sơ trú trong kinh hoàng nghiêm đó chính là 41 Pháp Thân Đại Sĩ Trú Báo Độ Đây là điều thường nói trong Kinh Đại Thừa Chúng ta xem đoạn văn này Do tâm trú tịnh giới Mà được tự tại cho nên người hiện nay không hiểu cho rằng thọ giới rất cực khổ không biết rằng thọ giới là được đại tự tại thọ giới nếu như rất cực khổ thì ai làm việc này giới là thanh lương giới là tự tại Hiện nay chúng ta vì sao lại không nhìn ra Dường như giới luật trói buộc đối với chúng ta rất nhiều Chúng ta không tự tại nữa Đó là gì? Bình thường chúng ta phóng vật quen rồi Phóng đảng quen rồi Tất cả đều học những thói quen còn tốt đó Hiện tại nếu bảo quý vị cắt đứt từng thói quen một Quý vị liền cảm thấy rất đau khổ Quý vị không biết Đó thật là tự tại Quý vị hiện tại cảm thấy rất an vui Rất tự tại là đau khổ Vì sao vậy Sau khi chết đến ba đường ác Quý vị mới hiểu được Đó mới thật là khổ Giới luật quý vị cảm thấy hiện tại dường như nơi nơi đều bị trói buộc Phải giữ quy củ Lúc quý vị tái sanh không để thế giới cực lạc Quý vị sanh lên thiên đường Quý vị nói xem sanh thiên đường an vui hay là xuống địa ngục an vui Giới luật có thể giúp đỡ chúng ta được thân người sanh thiên đường Có thể giúp quý vị giảng sanh thị giới cực lạc Thế cái này tự 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 lợi danh gian lợi dưỡng Tham sân suy si, mạng Để giúp quý vị vào ba đường ác à? Nếu như quý vị thật sự rõ ràng Thật sự hiểu rõ Quý vị ở trong giới luật Hưởng thụ thanh tịnh tự tại Thật sự buông xuống rồi Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa Biểu diễn cho chúng ta thấy Trong nhà Ngài không phải là không có tiền Vì sau Ngài đi khất thực từ nhà này sang nhà khác Đại tự tại Chúng ta cảm thấy Ngài rất cực khổ Quý vị tỉ mỉ bình tĩnh quan sát Thân tâm mạnh khỏe Dung nhang rạng rỡ Tinh thần sảng khoái giáo hóa chúng sanh ngày an vui không mong cầu gì cả một thứ cũng không cần chúng sanh chấp nhận sự giáo hóa của ngài thì yên tâm rồi vì sao vậy đối với phật không cần nộp học phí không cần cúng dường bản thân tự tại muốn mọi người đều cùng nhau tự tại đó là phật bồ tát cho nên những chỗ này phải cẩn thận lãnh hội có thể lãnh hội được nhất định phải nghiêm túc mà học tập ngay cả thân thể này đều buông xuống rồi Hà hướng là những thứ ngoài thân, nên có thể chu du khắp mười phương thế giới, giáo hóa chúng sanh, tùy theo nguyện của họ mà đều đầy đủ. Chúng sanh có một số nghi nan khó giải quyết, tất cả đều có thể giúp họ giải quyết. Không có thứ gì cả Thì có thể vui quá khắp nơi Như vậy làm sao không an vui được Cho nên phải học Phật Trong giai đoạn tôi đang học tập Mười năm đầu tiên Phật Thích Ca Mâu Ni Không nhận sự cúng dường của mọi người Điều này tôi phải học Tôi vừa xuất gia liền giảng kinh Giảng kinh là việc tôi học từ khi còn ở nhà Cho nên tôi vừa xuất gia Qua ngày thứ hai đã dạy ở Phật học viện pháp sư bạch thánh mở học viện tam tạng liền mời tôi đến lên lớp đồng thời cũng nhận lời mời của những đồng tu bên ngoài những đạo tràng khác mời tôi đi giảng kinh điều kiện của tôi rất đơn giản tiền lộ phí quý vị phải phụ trách lúc tôi ở lại đạo tràng của quý vị những việc ăn uống ngủ nghỉ thì quý vị lo lắng tiền tôi không cần đồng nào còn có một việc là nhận quy y tôi thay hòa thượng của quý vị truyền quy y phái quy y là trú trì trong tự viện nơi quý vị cư trú phát phái quy y tên là của họ tôi chỉ thay quý vị cử hành nghi thức không phải quy y với tôi quy y với lão hòa thượng Lão Hòa Thượng là thầy y chỉ của quý vị Vì sao không thể quý vị với tôi Tôi không có nơi ở cố định Quý vị tìm tôi không được Thời gian tôi ở lại mỗi nơi đều không lâu Cho nên Pháp Duyên rất thịnh Biết bao tự diện những vị Pháp Sư đó Họ rất muốn mời tôi đến giảng kinh Vì sao vậy không cần tiền Cúng dường của tín đồ toàn quy về thường trú Giúp thường trú có thu nhập Lại đem đến cho họ nhiều người như vậy Tôi và tín đồ nhất định không kiến lập mối liên hệ Tôi sẽ không lôi kéo tín đồ quý vị Vì sao vậy? Vì tôi không có đạo tràng Tôi cũng không cần đạo tràng Có rất nhiều người muốn xây đạo tràng cho tôi Tôi không cần Phật Thích Ca Mâu Ni không có đạo tràng Không có đạo tràng mới tự tại Có đạo tràng, quản lý đạo tràng Quý vị lo lắng biết bao Ở, Ở Đài, Đài Bắc Có một vị tín đồ rất hiền thành Sư sĩ giảng phong văn Ông là một người buôn bán kiến trúc Xây một tòa lầu rất lớn Muốn tặng một tầng cho tôi làm giảng đường Tôi nói được Tôi cứ tưởng là nói cho vui sau khi xây xong tòa nhà rồi tôi từ nước ngoài trở về đài loan ông ấy đến sân bay đón tôi đem toàn bộ giấy tờ sở hữu nhà tặng cho tôi tại sân bay tôi vừa xem là thật tưởng rằng là nói đùa chứ không phải thật là thật không phải là nói đùa tôi nói có phải ông muốn hại tôi không con không muốn hại sư phụ con muốn gì chánh pháp cửu trú hộ trì phật pháp làm sao mà dám hại sư phụ được Tôi nói đạo tràng này có cần chi phí không Đương nhiên phải chi phí rồi Tôi nói vậy không phải là ông hại tôi sao Tôi nói một tháng cần bao nhiêu tiền chi phí Lúc đó một tháng khoảng 60 ngàn đồng Phải mất 60 ngàn đồng tiền chi phí Tôi nói tôi phải đi đâu mà kiếm tiền đây Lúc đó ông ấy mới nghĩ đến Ông ấy hỏi em vậy phải làm sao? Tôi nói mỗi tháng ông cầm đến cho tôi 60.000. Tôi, tôi sẽ tiếp nhận, nhận đạo tràng của ông. Ông mỗi tháng không đem đến tôi không làm tôi không bắt lừa đâu. Tôi không thể đi hỏi tín đồ xin tiền. Có lý gì lại như vậy? Cho nên mỗi tháng đem 60.000 đến. Đem đến 3 năm như vậy. Sau 3 năm đạo tràng tín đồ đông rồi? Liền có thu nhập thu nhập có thể phụ trách được Tôi liền nói với ông ta được rồi Ông đừng cầm đến nữa Cầm đến 3 năm Tôi sẽ không mắc lừa người khác đâu Vì thế biết bao người tặng tôi đạo tràng Tôi đều không cần Nếu như tôi cần tôi sẽ nói điều kiện này Đạo tràng này mỗi tháng chi phí nhiều ít Quý vị đều phải đem đến tôi sẽ không bị quý vị hại quý vị nói xem tự tại biết bao cho nên đến bất cứ đạo tràng nào đối với họ đều có lợi ích dẫn đến người đông cũng đem đến tiền tài cho nên đều quan hỷ mời tôi đi giảng kinh cũng đều thông minh tôi thông minh họ cũng thông minh họ sẽ không để cho tôi ở lâu giảng một tháng hai tháng thì nhanh chóng đi vì sao vậy sẽ không xây dựng cảm tình đối với tín đồ nơi này không nên để cho tín đồ đến rồi tương lai sẽ xây chùa cho tôi vậy là họ lại lo sợ rồi tôi một đời sống những ngày như vậy những tháng ngày như vậy là học được từ bổn sư thích ca mâu ni phật thật tự tại đạo tràng nơi này kiến lập rồi tìm gặp tôi tôi là chủ tịch ở đây trước nay tôi không hỏi nhiều Đạo tràng Là ba vị hộ pháp Bỏ tiền ra mua Giấy nhà đất Là của ba vị thí chủ này Đạo tràng thì sao Chúng tôi mượn dùng Mượn dùng vô điều kiện Chúng tôi làm một ngày thì dùng một ngày Ngày nào không làm nữa thì giật về chủ cũ Trả cho quý vị đây là Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng ta vậy à, Quý vị xem xem Thế Tôn năm xưa tại Thế Tại Dường Kỳ Thọ cấp cô độc Giảng kinh rất nhiều thời gian Tinh xá Trúc Lâm cũng giảng được một thời gian Đó đều là qua duyên biệt thự Của cư sĩ cúng dường Phật Thỉnh Phật đến đó giảng kinh thuyết Pháp Tôi học được ở đó Phật có quyền sử dụng hộ pháp có quyền sở hữu quyền sở hữu là của họ quyền sử dụng là của tôi bộ kinh này tôi giảng xong rồi giật về chủ cũ trả lại cho họ cho nên phật thích ca mâu ni năm xưa những đệ tử này đều rất ngoan ngoan ngoãn học tập tâm đều ở nơi đạo Chúng thường theo ngày 1255 người Vì sao vậy? Những tài sản này có chủ Không ai có thể đạt được Tâm mọi người liền để ở nơi đạo Nếu như tài sản là của Phật Thích Ca Mâu Ni Phật tương lai sau khi diệt độ Những tài sản này chúng ta có thể tiếp thu Tâm của họ Tham tâm sẽ khởi lên cho nên Phật Đức Thông Minh Từ lâu đã nghĩ ra chiêu này rồi Không có tài sản Những vị đệ tử của Phật Những người đệ tử xuất gia Quý vị muốn kế thừa tài sản không có Phật một hào cũng không có Mọi người đều phải học như Phật vậy Được đại tử tại Được tâm thanh tịnh thật sự cho nên du quá khắp mười phương thế giới Giáo quá tự tại Theo nguyện của họ Chúng sanh muốn cầu điều gì Chúng ta đều có thể làm họ mãn nguyện Kinh nói Chú giới tự tại du quá mười phương Nơi đến tùy nguyện Nên nói nguyện tâm Nguyện này là gì? Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức tôi đã từng rất nhiều lần khuyến khích mọi người không nên đem tiền tài cúng giường tôi vì sao vậy quý vị cầm tiền đến cúng giường tôi phải phân tâm tiền này phải dùng thế nào làm thế nào để bồi phước cho quý vị tôi phải lo lắng việc này không có tiền thì tôi không cần phải lo lắng nữa may là việc này Tôi học Pháp Sư Ấn Quang Thập phương tử chúng cúng dường Tất cả đều in kinh bộ thị Pháp Sư Ấn Quang Một đời chỉ bồ thi Pháp Rất đơn thuần Bản thân ngày dùng tiền cúng dường Của thập phương Xây dựng một xưởng in ấn Quang quá xã Tại chùa Báo Quốc Ở Tô Châu Giờ Ấn Quang Đại Sư xây dựng Kiện phí đó chính là tiền cúng dường của thập phương Tất cả đều ở đó Những nơi nào có tai nạn Thì từ trong khoản tiền in ân Sẽ trích ra một số để đi cứu trợ Cho nên tiền của Ngài không dùng vào nơi khác Tất cả đều dùng vào trong in kinh sách Điều này tôi đã học được rồi Tôi 60 năm nay cũng dùng tiền để in kinh sách Tiền nhiều thì in đại kinh Quý vị xem đại tạng kinh In gần 10.000 bộ rồi Bảo tồn văn hóa truyền thống Tôi cũng đã tận lực rồi Nhà in thương vụ Đã in lại Tứ khố toàn thư Lần thứ hai rồi Đây là bộ tuần thư lớn nhất của Trung Quốc Đến tìm tôi Tôi nghe rồi nói là việc tớ Quý hoa hoa Tôi hiện tại có tiền Tôi nói tôi đặt với quý vị một trăm bộ Tính thành giá thành phẩm cho tôi Tôi ủng hộ quý vị 100 bộ Giá thành phẩm một bộ là 50.000 đô la Mỹ 5 triệu đô la Mỹ Sách in ra rồi Nhà in thế giới cũng đến tìm tôi Nhà in thế giới ngày xưa in tứ khố hội yếu Tôi mua rồi khoảng 6-70 bộ Sách này họ chỉ in 200 bộ Tôi mua với họ đã gần 70 bộ Tặng cho ai? Tặng cho mỗi tỉnh trong toàn quốc Tù tự trị Thành phố trực hạ Tức thành phố đặc biệt Mỗi nơi chọn một trường đại học Tặng cho thư viện trường đại học Đồng thời tôi cũng tặng đại học Đại Tạng Kinh Lần này là tái bản Giám đốc của họ đến tìm tôi là việc tốt Tôi nói tôi còn tiền Tôi đặt với họ 200 bộ Hội yêu 200 bộ Cũng là 5 triệu đô la Mỹ Tiền đã chi rồi 200 bộ này đã chi rồi Có người tặng tôi Quần thư trị yêu Quốc học trị yếu Đây là bộ sách tôi mong cầu nhiều năm Mà không tìm được Bỗng nhiên nhìn thấy rồi Như được của báo vậy Thật là quốc bảo của Trung Quốc Tôi sợ nó tương lai thất truyền Cho nên tôi bảo tìm sách Nhà in thế giới In cho tôi 10.000 bộ Quần thư trị yếu 10.000 bộ Quốc học trị yếu 10.000 bộ Chia ra tặng cho toàn thế giới Những thư viện lớn thu thập Những thứ này sẽ không bị thất truyền Sẽ không bị thất truyền nữa Đây là việc tốt Bảo tồn văn hóa truyền thống Bảo tồn kim Phật Phật kinh có rất nhiều Nó có bản quyền Chúng tôi không cách gì hơn Hiện tại chỉ có long tạng không có bản quyền cho nên Long Tạng Chúng tôi in khoảng gần Bảy ngàn bộ Đã lưu thông Bảy ngàn bộ Nhật Bản Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tạng Năm xưa Đài Loan và Nhật Bản Không có việc ký bản quyền Đài Loan in ẩn Tôi in một ngàn bản Đây là Việc mấy mươi năm về trước Ký điều ước bản quyền rồi Thì không còn in được nữa Nên sau đó chuyển qua in Long Tạng Những sách khác Như những quyển sách nhỏ khổ thông Có rất nhiều loại Tương lai chúng ta lưu thông số lượng lớn Chính là tịnh độ Đại Kinh Giải Và Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa Những sách này Đối với thời mạt Pháp 9.000 năm Người tu học tịnh độ Sẽ có lợi ích rất lớn Những sự việc này Chúng ta phải thật làm Đương nhiên điều quan trọng nhất dưới đây Là chúng ta phải làm sao để giúp đỡ bồi dưỡng nhân tài Đây là việc lớn Về phương diện kinh điện chúng ta làm như vậy Chúng tôi tin tưởng trên thế giới Bất cứ thiên tai gì Cũng sẽ không làm thất truyền Không thể tất cả các nơi đều có thiên tai Sẽ có một số nơi bảo tồn được Hiện tại quan trọng nhất chính là Bồi dưỡng nhân tài hoàng pháp Đây là vấn đề nghiêm trọng Bức bách trước mắt Tôi cũng đến khắp nơi nói Hy vọng Đại hộ Pháp Thật sự có phước báo Chú trọng bồi dưỡng nhân tài Hy vọng những người thật sự phát tâm phải tuân thủ lời dạy của Lão Tổ Tâm Một môn thâm nhập trường thời quân tu Cơ sở nhất định là cấm bốn cái rễ cho chắc chắn Bất luận là tại gia hay xuất gia Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp Sa di luật nghi Tại gia cũng phải học Mười giới sa di Hai mươi tư môn oai nghi Tại gia xuất gia đều phải học hết Quý vị có được cơ sở này rồi Quý vị mới thâm nhập kinh tạng Bất luận là thân phận xuất gia Hay thân phận tại gia Đều có thể giảng kinh dạy học Phật Pháp liền hương dưỡng trở lại được Chỉ cần có thật học Không nhất định phải có văn bằng Tôi nói với quý vị đồng học rằng Tôi tốt nghiệp cấp 2 không có gian bằng Nhưng hiện tại ở nước ngoài Rất nhiều trường đại học tặng cho tôi học vị tiến sĩ Tôi nói cho quý vị biết mấy thứ đó không có ít gì Nghề của tôi không cần học vị tiến sĩ Vì vậy Phải chăm chỉ Phải cần cù Phải có thật học Phải có những thứ thật sự Trong xã hội này Quý vị mới có thể đi thông được Xã hội trên toàn thế giới Mới có thể hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Hợp tín nguyện tâm Chính là ý nghĩa này Nó không phải là nguyện gì khác Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng Hàng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Hợp tin Chỉ giới thiệu đến đây Bây giờ chúng ta xem Chú giải của niệm lão Trang 739 Hàng thứ hai Tiểu hạnh Đẳng giả Thập tính Bồ Tát Danh di tiểu hạnh Đối bất thoại cụ Bất thoại này là gì Là ba loại bất thoại Bởi vì Tiểu thừa còn thói chuyển Tiểu thừa chỉ có vị bất thoại Hạnh sẽ thoái lui Niệm sẽ thoái lui Đại hạnh Bồ Tát là tam bất thoại Duyên chứng tam bất thoại Tiểu hạnh Bồ Tát không được Vì vậy nói đội bất thoại vậy Ở phương diện này không thể sánh bằng Đại Bồ Tát Nên nói bất thoại Bồ Tát gọi là Đại hạnh Bồ Tát Đây chính là Ba loại bậc thoại Hợp tinh xưng là tiểu hạnh Bồ Tát Nên thăng trầm bất định vậy Có tấn có thoại Hạnh của họ có tiếng có thoại Niệm của họ có tấn có thoại Chỉ là vị bất thoại vị họ tuyệt đối sẽ không thoái lui đến lục đạo a à, la hán sẽ không thoái chuyện đến lục đạo nữa Họ tu Bồ Tát Đạo Họ sẽ khói chuyện đến tiểu thừa Họ có vấn đề này Cho nên họ không phải là ổn định Thức xưng là tiểu hạnh Đại hạnh tiểu hạnh là ở đây vậy Chúng ta tiếp tục xem đoạn kim Giang dưới đây Bất đạn ngã sát Chư Bồ Tát Đặng Giảng sanh bị quốc Tha phương Phật độ Diệt phục như thị Tùng Diễn chiếu Phật sát Hữu thập bá câu chi Na do tha Bồ Tát Ma Ha Tát Sanh bị quốc độ Bị ở đây chỉ cho thế giới cực lạc đông bắc phương bảo tạng Phật sát hữu cửu thập ức bất hoại bồ tát đương sanh bị quốc tùng vô lượng âm Phật sát Quang minh Phật sát long thiên Phật sát thắng lược Phật sát sư tử Phật sát ly trần Phật sát đức thủ Phật sát nhân Dương Phật sát hoa tràng Phật sát bất hoại bồ tát đương giảng sanh giả ngo... Hoặc số thập bách ức Dùng ức làm đơn vị để tính Hoặc số bách thiên ức Nãy chỉ dạng ức Đoạn này Trong chú giải của niệm lão nói Dĩ thượng minh Tức là thuyết minh Phương khác nêu ra 11 quốc độ Phật Nêu tên quốc độ Phật Nêu được 11 cõi Và số lượng Bồ Tát giảng sanh Dưới đây Lại nêu thêm hai cõi Phật Cõi Phật thứ 12 Cõi Phật thứ 13 Nó thuộc đoạn Kim Giang dưới đây Hội sơ việt Thứ tự thứ 13 Là trước và sau xuất hiện là nói gì nơi chúng nghĩa của nó chưa rõ cõi phật được sắp xếp thứ tự trước sau nguyên nhân không được rõ ràng lắm phải chăng cõi phật này có được trước sau không giống nhau Phải chăng đi theo sự thành lập Trước sau của cõi Phật mà nói Ví dụ như cõi Phật của Phật A-di-đà Thì giới Tây Phương cực lạc Nó mới mười kỳ Nếu như y theo thứ tự để sắp xếp Có thể nó sắp xếp ở gần cuối Nhưng Sự thành tựu dạy học của Ngài theo thành tựu mà nói Ngài lại được xếp vào số 1 Theo thứ tự thành lập của cõi Phật mà nói Ngài có thể xếp ở phía sau Cho nên rốt cuộc là hai loại nào Ở đây Phật không nói rõ ràng Nghĩa này chưa rõ Nên nay cũng không nhất thiết nói sâu hơn Ở đây chúng ta cũng không cần thiết nghiên cứu về nó không sao cả. trong kinh nêu quốc độ này và phương khác mười ba cõi, mười ba cõi phật này chỉ lược thuyết trong vô lượng cõi, chỉ nêu ra vài ví dụ mà thôi. giờ rồi chúng tôi đọc đoạn này là để giới ta bà Cho đến Mười một cõi Phật Đây là mười một cõi Phật Bồ Tát giảng sanh đến đó Diễn chiếu Phật sát Có mười tám câu Chi Na Do Tha Bồ Tát Ma Ha Ta Giảng sanh thế giới cực lạc Con số này nói ra rồi Phương Đông Bắc Bảo tạng Phật sát Có 90 ước bất thoái Bồ Tát Chú ý nơi này đều là bất thoái Bất thoái Bồ Tát là người Minh tâm chuyển tánh Duyên chứng tam bất thoại Đây không phải là người bình thường Quý vị xem xem Hợp tính vị Bồ Tát Vẫn có tân có thoại Hợp tín hướng lên nữa Chính là sư trú Duyên giáo sư trú Tức diên chứng tam bất thoại Thân phận như vậy đều giảng sanh đến Thế giới cực lạc à, Dưới đây nêu một số ví dụ Cũng là giảng về bất thoái Bồ Tát Đương giảng sanh giả Chữ đương này là chữ bất định Đã giảng sanh rồi Hiện tại giảng sanh Sẽ giảng sanh gì Đó chính là điều kiện của họ Đều đã đầy đủ rồi Là người đã giảng sanh rồi Thì không nói nữa Người hiện tại giảng sanh cũng không nói nữa Người đương giảng sanh Tương lai sẽ giảng sanh Con số này rất khả quan rồi Hoặc số thập bách ức Có mấy mười ức Có mấy trăm ức Hoặc số bách thiên ức Mấy trăm ức, mấy ngàn ức Cho đến dạng ức nhiều bồ tát như vậy đến bên đó giảng sanh có thể thấy được sự thù thắng của thế giới cực lạc sự trang nghiêng của thế giới cực lạc a di đà phật ở thế giới cực lạc dùng lời hiện đại của chúng ta mà nói ngài ở nơi đó mở trường học quý vị xem Thế tôn giới thiệu cho chúng ta về thế giới tây phương cực lạ không phải một lần trung lập rất nhiều lần chúng ta ở trong kinh điển nhìn thấy được trong rất nhiều kinh có giảng thêm về thế giới cực lạ cũng gần hai trăm loại chuyên giảng đến thế giới tây phương cực lạc mọi người đều biết có ba bộ kinh kinh vô lượng thọ kinh a di đà quán vô lượng thọ phật kinh ba bộ kinh này là chuyên giảng về thế giới cực lạc Mà trong ba kinh này vì chỉ có bộ kinh này Là Thế Tôn Tài thì đã nhiều lần tuyên giảng Phật năm xưa Tài thì giảng kinh chỉ giảng một lần Không giảng lần thứ hai Vì chỉ có bộ kinh này là Tuyên giảng nhiều lần Thấy rõ bộ kinh này quan trọng Ở Trung Quốc Phiên dịch nhiều nhất là Từ đời Hán đến đời Tống 800 năm Phiên dịch qua 12 lần Từ phim điển phiên dịch để xem Sự thất truyền có 7 loại Hiện tại bảo lưu được chỉ có 5 loại tức là nguyên bản dịch năm bản nguyên dịch U kinh văn ở trong năm loại nguyên bản dịch này đối chiếu để xem trong đó sai khác rất lớn sai khác lớn đã nói lên không phải là giảng một lần nếu như giảng một lần phiên dịch tuy không đồng thì giống vẫn nhiều chỉ khác ít thôi ở đây không phải vậy đây là vấn đề thật sự rất lớn đặc biệt rõ ràng chính là nguyện Nguyện là kinh vô lượng thọ Là hạt nhân quan trọng nhất là một bộ phận Quý vị xem bản 48 nguyện có hai bản Còn có hai bản là 24 nguyện Khác biệt rất lớn Bản phiên dịch đời nhà Tống là 36 nguyện Cho nên tổ sư nói điều này nhất định không phải là phiên dịch sai Nhất định là nguyên bản khác nhau Nguyên bản <laughs> truyền đến Trung Quốc không giống nhau Nguyên bản khác nhau đó Tức là Phật nhiều lần tuyên thuyết bộ kinh này Để mọi người đặc biệt chú ý đến vấn đề này Đây là Thế Tôn một đời nhiều lần tuyên giảng Phổ độ chúng sanh khổ nạn làm cho tất cả chúng sanh đối với kinh này chỉ cần có thể tin có thể hiểu quý vị liền rõ ràng có thể thực hiện phát tâm cầu sanh tịnh độ không có ai không giảng sanh thật sự là đại kinh một đời viên mãn thành phật không có kinh nào thù thắng hơn nữa vì thế ý nghĩa này chúng ta nhất định phải rõ sau đó quý vị mới cảm thấy hy hữu khó gặp được thân người không dễ dàng được thân người lại được nghe phật pháp không dễ dàng nghe phật pháp có thể nghe đại kinh không dễ dàng nghe kinh đại thừa có thể nghe được bộ kinh này đó thật sự là không dễ dàng đặc biệt là bản hội tập của hạ liên lão hội tập được rất hoàn hảo chúng ta đọc bản này thì không cần đọc thêm năm nguyên bản dịch nữa đơn giản nhiều rồi năm nguyên bản dịch toàn bộ đều ở trong bản này tập đại thành chú giải của niệm lão cũng là tập đại thành trong chú Tiết kinh dạng đến tịnh độ ông đều đem nó chép lại với nhau tổ sư đại đức chú giải những điều này cũng sẽ hội tập lại cho nên kinh là hội tập bạn chú cũng là bản hội tập thật không thể nghĩ bạn Chúng tôi suốt đời này Cũng giống như kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn ước kiếp khó gặp được Chúng ta gặp được rồi Bành Tế Thành nói Vô lượng kiếp đến nay Hiếm có khó gặp được Ngày nay chúng ta gặp được rồi Cho nên Trong kinh Di Đà nói Không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên Được sanh nước kia Nhân duyên chúng ta đầy đủ rồi Hiện tại vấn đề chính là thiện căn phước đức. Thiện căn là gì? Có thể tin, có thể hiểu là thiện căn. Thật sự chịu niệm Phật, cầu sanh tịnh độ đó là phước đức. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.